Chào cô chú anh chị nhà đầu tư, anh em môi giới và bà con cô bác. Hiện tại thì Khoa đang có mặt tại đây là tuyến đường huyện 85C. Tuyến đường này thì thông thẳng ra bến phà Bình Tân Cửa Đại để qua Bến Tre nha cô chú anh chị. Thì cái lô đất nền hôm nay Khoa sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị ở đây nha. Với cái diện tích là ngang 9m25, chạy dài là 25m. Nền thì cô chú anh chị thấy full nền cao ráo luôn rồi. Phía sau mình thì có một con kinh, bên hông mình có một con kinh. Miếng đất mình là nói chung là ba mặt tiền đó cô chú anh chị. Hai mặt tiền là bên một mặt tiền bên phải, một mặt tiền phía sau. Phía trước mình thì mặt tiền đường nhựa. Đường này thì xe tải lớn khoảng 15-16 tấn cô chú anh chị chạy được ha. Tuyến đường này rất là lớn luôn, rộng luôn. Tuyến đường này là đường huyện nha cô chú anh chị. Tuyến đường huyết mạch thông ra Bến Tre luôn, thông ra Bến Tre bằng cái tuyến phà Bình Tân Cửa Đại đây, phà lớn luôn nha cô chú chị, phà hai đầu, phà có thu phí luôn. Rồi tiến hành đi sau cho thửa đất của mình. Cái thửa đất mình là ngang 9m25 nha cô chú anh chị. Đây trụ ranh nè, từ trụ ranh này ha, cắm trụ đôi đàng hoàng ha, mình là mỗi người là mỗi bên một trụ nè, họ ranh giới rõ ràng cho cô chú anh chị luôn nè. Từ trụ ranh mình ngang qua tới bên đây đó là 9m25, ngang qua là 9m25, chạy sâu xuống là 25m. Để qua đi thẳng ra phía sau cho cô chú chị mình xem ha. Bên hông mình đây nha cô chú chị, bên hông mình có cái cống nè, đó có cống là giờ lấy nước từ bên đây, ngoài đây thì ở ngoài kia là cái sông, mới lấy nước từ cái sông này vô cái rạch này, rồi từ rạch này nó chẻ qua cái đập bên đây đó, rồi thông thẳng qua bên kia để cung cấp nước cho một số hộ đầm này nọ, hay đầm quán canh này kia nọ, đầm công nghiệp này nọ trong kia rất là nhiều. Thì mình có cái cống đây thì nước nó lưu thông từ ở ngoài sông đi vô ha, qua cái cống này để qua mấy bên kia đó. Bên hông mình có cái rạch nè, cái miếng đất này rất là thích hợp để nghỉ dưỡng nha. Đó, nền thì đổ đất là toàn diện luôn nha, nền này đổ đất chứ không phải là bơm cát gì đâu nha cô chú anh chị, cho đất rất là dẻ luôn nè. Đó, đi thẳng ra mé về sau thì mình vẫn có cái con rạch cộng cộng về sau ha. Đó, trụ móc của mình cuối đất nè, đó thấy chưa, trụ móc của mình ngang qua đây là 9m25, đầu đuôi là vuông vức 9m25 luôn ha. Chiều dài là từ cái ngoài bí lậu á chạy thẳng cho tới đây là 25m. Ở đây thì phân tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 lô. Và hiện tại bán hết rồi. Đất mình là ngang 9m25, chạy dài là 25. Đó, gần 250m2 ha. Trong đó có 87m2 là mình được đất ở nông thôn, đất thổ cư đó cô chú anh chị. Tuyến đường thì đang cải tạo lại cái hàng điện này cô chú anh chị. Cắm trụ điện mới rồi nè, đó là nhà nước họ đang cải tạo lại cái hàng điện này, đó là để điều hòa cái điện lưới vô đây ha. Đó mình nhìn ra xa xa mấy kia chiếc xe tải đang chạy, đó chính là cái tuyến gần tới phà đó. Từ đây cái vị trí này nè, mình ra tới bến phà Bình Tân Cửa Đại tầm khoảng chừng 300m nữa ha, là đụng bến phà Bình Tân Cửa Đại. Thích hợp cho cô chú anh chị mình mua cái miếng này làm nhà vườn cũng được nha, hoặc là quý anh chị mình mua nghỉ dưỡng cũng được nha, hoặc là quý anh chị mình mua để kinh doanh buôn bán trên cái tuyến đường này vẫn được nha. Đất mình nằm ở trên mặt tiền lỗ lớn luôn, có thương lượng bớt lọc cho cô chú anh chị mình tiền giấy tờ luôn nha. Rồi qua xin nhắc lại là ngang 9m25, chạy sâu là 25m, đất có 87m2 thổ cư. Đó, sổ hồng riêng có sẵn luôn, công chứng chuyển nhượng một nốt nhạc cho cô chú anh chị mình, nếu mà có nhu cầu cần làm liền thì nhận công chứng liền cho cô chú anh chị mình được nha. Quan tâm liên hệ bên Khoa để được Khoa tư vấn ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi. Nếu thấy hay thì cho Khoa xin một nút đăng ký kênh ha, một lượt chia sẻ. Quý anh chị có thể gọi số điện thoại là 033 444 7430, hoặc là 0766 450 076 để được Khoa tư vấn thêm ha. Rồi Khoa kết thúc video này đây. Cảm ơn cô chú anh chị mình ha.